Danh ca Hương Lan xin khán giả tha thứ. Danh ca Hương Lan xin khán giả tha thứ vì nhầm lẫn tác giả bài vọng cổ Y Bà Mẹ Quê. Sáng ngày 8 tháng 10, danh ca Hương Lan đăng tải video xin lỗi khán giả. Theo Hương Lan, sai lầm của cô khi nhầm lẫn tác giả bài vọng cổ Bà Mẹ Quê. Trong một chương trình ca nhạc, thậm chí biểu diễn tại lễ dỗ tổ sân khấu hôm 30 tháng 9, Hương Lan giới thiệu bài vọng cổ Bà Mẹ Quê của soạn giả Viễn Châu và nhạc sĩ Phạm Duy. Tuy nhiên, nhiều khán giả phát hiện thông tin trên chưa chính xác và phản hồi tới Hương Lan. Qua kiểm chứng, Hương Lan xác nhận tác giả là soạn giả Loan Thảo. Tôi chân thành tạ lỗi cũng khán giả. Mong mọi người tha thứ. Về bài hát Bà Mẹ Quê, đúng là sáng tác của soạn giả Loan Thảo và nhạc sĩ Phạm Duy. Ngay cả nghệ sĩ Phượng Liên, người đầu tiên thể hiện bài hát này cùng nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn, cũng không nhớ tác giả là ai. Lỗi lầm to lớn của tôi là hát ca khúc này mà không nhớ tác giả. Khi làm việc với gia đình bác Viễn Châu, các em gửi bài qua, tôi thấy hay thì thể hiện mà không kiểm tra lại. Mong quý khán giả tha thứ cho lỗi lầm này. Tôi thay mặt nghệ sĩ Phượng Liên xin lỗi, danh ca nói. Một số khán giả nhắc nhở Hương Lan đính chính thêm thông tin khác liên quan cố soạn giả Viễn Châu. Theo giới thiệu của Hương Lan, bài Tân Cổ Giao Duyên đầu tiên của cố soạn giả Viễn Châu là Cô Hàng Chè Tươi. Tuy nhiên, thông tin này chưa chính xác, bởi ca khúc đầu tiên của ông là Chàng Là Ai. Con mong cô cũng đính chính lại thông tin này vì cả cộng đồng khán giả cải lương ai cũng biết mà cô lại đưa ra tư liệu sai. Vì Hương Lan đưa ra tư liệu sai, bài Tân Cổ đầu tiên là Chàng Là Ai, mà chỉ nói là Cô Hàng Chè Tươi nên thông tin không chính xác. Để thông tin về bài Tân Cổ Giao Duyên đầu tiên của soạn giả Viễn Châu cũng bị sai kìa cô. Cô đính chính lại nhé, là một số bình luận của khán giả.